mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của SDE tất Thì hôm nay mình sẽ làm một video tiếp tục chuỗi series tạo của kênh SDE Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người về làm sao để hiệu chỉnh cho full cái uh, giao diện thiết kế này Đây, cái khung trước mặt chúng ta chỉ là giao diện khi thiết kế sản phẩm thôi Không có những cái uh, thanh ở trên đây Hay là bất cứ cái thanh bên trái, bên phải nào hết Không có một cái thanh nào hết Ok, thì, uh, đầu tiên uh, mình sẽ nói về cái thanh uh, đây thanh bên trái này resort 3 này đây đó thì nếu mà các bạn không có thanh này á thì có thể vô đây lấy ra nè vô menu này rồi chọn view rồi chọn đây show resort 3 này đó mình tắt đi nha xin mất và chọn lại nè nó sẽ hiện lên lại ok rồi ở trong đây thì mấy cái bài trước mình cũng đã nói khá kỹ về mấy cái mục đây rồi đúng không? Còn một số mục này các bạn mà không xài, không ai xài á muốn bỏ đi cho gọn cái thanh này á thì chúng ta có thể vô đây, vô cái bánh răng này. Chọn vô nó, chọn vô cái mục tháp nè. Đó, có thể bỏ đi những cái không cần. Như mình không cần manufacturing visa đúng không? Mình bỏ đi nè. Nó sẽ biến mất. Đây. Bỏ đi uh, process studio. Đó, mình chọn vô thì nó sẽ biến mất. Đó. Thì uh, chúng ta có thể bỏ đi một số cái không cá. À không hay sai thì để nhìn cho nó gọn gàng hơn về cái thanh giao diện này. Đó, cái thanh này nếu mà các bạn mà không muốn đặt nó nằm bên trái ấy, cũng có thể chuyển qua được góc bên phải luôn. Đây, chúng ta chọn vô đó. Chọn vô cái uh, bánh răng và chọn uh, display on right đó nó sẽ nằm về phía bên tay phải đó cái này là do chúng ta tùy ý chỉnh đây cái thanh này là thanh à 3 nó không cần cũng có thể tắt đi chuột phải một cái khung trống trên đây rồi ở uh, đây right 3 tắt nó sẽ biến mất rồi chỉnh khung này lại về phía bên tay uh, trái display on LED đó muốn bật lại cái thanh này thì chọn vô khoảng trống chuột phải drive border 3 nó sẽ hiện lên lại ok rồi đây mấy cái mấy cái uh, biểu tượng này đi nhỏ quá đúng không các bạn muốn to hơn đúng không thì đây có thể chọn lên đây thúc mod này đó nếu mà không có ở trên á thì sổ mũi tên này ra nè có cái mũi tên với cái gạt xuống nè thu ba option á sổ ra chọn là uh, đây thu mod để nó hiện lên đó sẽ thu mót để nó hiện lên đây họ có thể vô menu à uh, rồi view này menu view thu mót đó chọn vô thì uh, ngay lập tức mấy cái uh, nút lận nó sẽ to hơn đó đối với một số bạn thích nhìn to thì có thể chọn vào đây còn không thích thích nhìn nhỏ lại thì kích uh, vào đây khi nó to thì tất cả các uh, cái than xung quanh này nhá sẽ to lên hết đó sẽ to lên rồi thì rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn chỉnh full màn hình thiết kế đầu tiên là menu rồi uh, đâu view đi view full screen này, full screen hoặc là có thể sử dụng đỏ phím tắt LT Enter chọn nó đó ngay lập tức chúng ta chỉ có màn thiết kế thôi rồi chúng ta xài nút lệnh thiết kế đó đó nếu mà các bạn thiết lập nút lệnh rồi á thì có thể xài không thì muốn nhìn lại ở cái khúc ở trên đúng không thì chúng ta có thể vô các bạn thấy dấu ba chấm không khi các bạn chọn vô dấu ba chấm thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị lại với cái thằng ở trên đó cái thang resort 3 đó thì nó cũng sẽ nằm trên đây luôn đây nó ở đây đó vẫn đầy đủ assembly navigator hay là path navigator này là sự thiết kế nó sẽ hiển thị đầy đủ hết còn nếu mà muốn thoát chế độ này như thế nào thì chọn ngược lại thôi ấn tổ phím tắt alt enter đó hoặc là vô sổ cái chỗ hồi nãy ra vô menu lại và chọn uh, view rồi screen nó sẽ trở lại cái mặt uh, ban đầu này. Đó thì hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn về cái mẹo nhỏ này thôi. Thì, uh, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người có thể cho mình xin một like và một subscribe. Và nếu mà có câu hỏi nào thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp với SDE để có một câu trả lời sớm nhất. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã xem hết video.